Nào hôm nay sông Hùng bắt tay. Hai sông Hùng hôm nay bắt tay cái này này, giao lưu tí cho nó khí thế đấy. Cháu ạ. Đổi mẹ con. Gì đây? Đấy. Rồng rồng. Ôi đẹp quá. Đang quay cái này lại gặp cái con thằn lằn rồng đẹp quá. Đây cho quý vị tham quan. Ui nó từ ngóc ngóc cái đầu lên ghê à. Rất oai hùng. Rồi, hết ngắm rồng lại đi ngắm cây. Cắt đi cái cành này là em phải cái cành này cuộn rồi. Cái cành này thì bắt rồi, cắt rồi. Cái cành này thì cắt, cho là lúc anh nuôi cho nó to, nó thành đạo thì bù còn cắt nhiều lắm ấy. Nhưng mà nó bảo là để cháu về cho cắt ở đây xong rồi cháu về cho cái thay chỗ con này to mà nó sụn coi anh nhỉ, nãy có anh dáng lét. Em nhìn thấy mặt có cái nào đóng đâu, cứ đóng đấy. Mà cái này anh thích quá mày không anh mua đấy. Để anh thích chơi những cái đồ nó thật đồ. Nhìn cây hoa. Mà hai cây anh đóng vào nhìn nó đâu màu. Là người ta đóng. Cân xứng nhỉ? Không phải mình đóng. Tức là người cái ta màu của nó. Nó cân xứng nó lại. Quan trọng là thợ rất là già, người ta tạo cái cây này là bản thân rất ý thức luôn này nha. Là nó chọn đúng đồ rồi mới nó mới ghép. Em mới được ngấu hết rồi. Vào ăn này. Sau làm đá xử lý nhốt nhưng mà cả đuôi xe cả cái nó cửa mà. Cái này không quan trọng đâu. Cái này thì có trọng gì anh đang nuôi mà. Về cắt đi tiếp phát nữa. Quan trọng nó là đây này. Thân này. Đang ấy cắt biển cảnh. Nếu như cây này mà lại được các nghiệp cánh cũ nữa của nó là nó sẽ rất là đúng. Ai bảo cái sợi sợi kéo được kéo thì nó sẽ một cây tay như một mỏi lên nữa kéo lên lên trong ký hiệu. Chưa kịp ngắm cây. Alo. Bạt ngàn. Đây những cây này sắn lên tiền rất nhanh rồi quý vị này. Một cây cổ. Đang cắt lọc ra. Mua về hôm nay đã giảm
Đấy, toàn những cây to phải đứng thật xa mới ngắm được hết quý vị ạ. Bộ ba xanh cổ to khủng. Ô, cái cây này to mà đẹp chưa? Bữa nay mới làm cả xong cái phiến đá cái lên này. Ôi đẹp quá quý vị ạ. Dáng quá phiêu, nếu nói độ dáng cái này bóng phiêu. Rất to. Nhìn thấy thật đấy, to mà nó lại rất bay cây nhẹ nhàng, có cái nét gì đó nó rất hoang dã tự nhiên, kiểu như cây nó có cái nét nó thụ lâm bồng thạch. Đấy, có cái lét đá đỡ thân cây lên. Tay cành nó quăng cái cành này ra ghê gớm không? Đẹp. Cái quả tay quăng cái tay cành này ra cái điểm nhấn cực kỳ sâu cây. Tạo dựng cái to này vô cùng. À, đây là cây đa bên nước sân đình đây, tiểu cảnh. Bắt tay Trinh Hùng. Ra bắt tay đi. Cái ổi tàu sông siêu. Bộ sùng quá già, làm bồng tán. Đấy, cái sùng. Con này mà thích là cá cường thì điện cho anh luôn vào.
anh sẵn sàng cho em nghe lại con côn thích lấy rồi là cơ. Đưa một cái đọc cái giá ra đi cô cháu ạ. Một phát nó xong. Súng giả u cục. Ngắm cái xanh trăm tuổi này. Cái xanh hàng trăm tuổi. Không, không. Lấy nguyên cây đi. Anh đi nhé. Vâng. Anh đi nhé. Vâng, vâng anh. Con cổ này xịn không? Xịn nha. Cái tàu bé mà phê quá, nhìn đẹp. Anh Thịnh ơi, cái cây này mà làm cái tiểu cảnh soi bóng nước mới đẹp nhỉ? Vâng, lên đá làm cái tiểu cảnh. Hai cây điệu quá, đẹp. Soi bóng nước. Bao nhiêu năm rồi anh? Năm nào? Mua có 3 triệu bạc. Đó, rơi lại cả đống tiền. Ngồi đây ngắm vườn cây mênh mông bạt ngát. Đã thật. Rồi một xe đi vượt cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo.